Đây ạ, em về được một số cái đĩa cổ cho bác. Đĩa cổ rồi bát tô cổ. Thì đối với những dòng này thì nó thích với người này nhưng nó không thích với người khác. Nhưng mà cũng đa số là có nhiều bác chơi những cái dòng, ví dụ như là một số khu chơi nó đang sưu tầm về đồ cổ, hoặc bác đang nhiều bác đang muốn sưu tầm về những cái truyền thống, hoặc là một cái di tích có lịch sử về trưa về xưa chẳng hạn, thì các bác cần. Cũng rất nhiều bác hỏi chứ không phải là, nên là em đã nhập về cho các bác đây. Những bát tô ngày xưa, rồi những cái đĩa Nhật này, đây là đĩa Nhật cổ, đĩa xưa này, tất cả đồ xưa hết ạ. Thì sau đây em Tuấn sẽ báo giá cho các bác. Và các bác là những cái sản phẩm này bác muốn lấy nhiều thì em cũng chịu, không có được nhiều đâu. Đi mọi đi nhờ bên đó họ đi họ bòn họ vo vét cho, chứ những cái này có muốn mua nhiều thì không có nhiều. Như em nói luôn. Và đây, như hai cái bát này nó giống nhau, nhưng mà những cái họa tiết này ngày xưa là người ta vẽ. Người ta vẽ chứ không phải là người ta in, nên là nó không cái nào nó giống cho nhau cả. Nó hình thức thì nó gần kiểu như nhau nhưng không cái nào giống với nhau, bởi vì là những họa tiết là ngày xưa là vẽ xong nung, vẽ nung. Còn cái bát tô này thì các bác tham khảo nhìn xem là bát tô thời nào hộ em, chứ em Tuấn thì không phải là sư phụ của thờ Hà cổ đấy. Cái bát tô, cái bát tô này em nhìn thấy như kiểu Lỗ Chí Thâm hay bê uống uống rượu nhiều, Lỗ Chí Thâm hay bê đấy đấy, thấy chưa? Đấy, bát tô này em cũng không nghĩ rằng là khi các bác hỏi em đi tìm những cái món này mà nó cao giá đến vậy. Giá cao lắm các bạn, không không rẻ một chút nào. Mà nói thật là đây là chiều các bác thôi, chứ chơi cái món này bạc bẽo lắm, vỡ là hết. Cái này vỡ làm sao mà sửa được, mệt lắm. Nên tôi nhiều các bác hỏi thì đem chiều bác 200 nghìn một cái tô này. Em chả biết các bác rước những cái này về để làm cái gì, hỏi nhiều nhiều bác nhiều đấy. 200 nghìn một tô này, tô này thì em đấy, em thường nhìn thấy là hình như là em toàn thấy trong phim ngày xưa, cổ trang ngày xưa, Lỗ Chí Thâm hay bê những bát ấy. Đoán đấy, đấy bát tô ngày xưa bác có nhìn thấy, mẹ tiền trăm cái bát, nghe nó chuối thật đấy. Bát xưa được đúng hai cái đấy ạ. Còn sang đây đĩa Nhật, đĩa Nhật đây, đĩa Nhật cho bác ạ. Đấy, đĩa Nhật cho bác đây, đĩa Nhật này đây, đĩa Nhật này là 180.000 một cái đây, 180k một cái. Thế em cứ 180 hay 200 nhỉ, 180 thôi phải. Nhưng bác đợi em chút nhá. Đấy, em dán giá nó vào đấy cho nó dễ. 180 này. Đĩa Nhật 180k một cái đây. Đĩa Nhật này, bác nhìn cái men nó này. Nó mặc dù là những cái đĩa Nhật họ sản xuất từ ngày xưa lắm rồi. Nhưng mà đây cái độ dạn của nó, nhưng nó vẫn giữ cái nước bóng. Nó dạn là nó dạn nằm bên trong nhá. Chứ không phải mình cào tay mình thấy dạn. Mà nó dạn là cái nước men dạn bên trong, có nghĩa đây là nó lâu năm quá rồi. Nhưng cái nước men ở ngoài nó vẫn bảo vệ bình thường hết. Cái dạn này mình nhìn thấy dạn nhưng mình cào tay lại không thấy. Đấy, thế được chưa? Đây ạ. Đây là những đĩa Nhật ngày xưa đấy. Còn đây cái thương hiệu của hãng nào thì bác nhìn. Made in Japan. Đấy, dạn này ngày xưa. À 180k một chiếc, không biết được mấy chiếc đây. Đôi 4 6 8 được 9 chiếc, có 9 chiếc nhưng không được đủ một chục. 180k một chiếc. Đấy. Chơi những cái hàng này báo cáo các bác là cũng đau đầu lắm. Chiều các thầy các bác gọi thì chiều các bác em tìm cho các bác thôi. Chứ nó toang một một khay này nó toang của em đi, mất tiền triệu của em rồi. Bởi vì cái loại này có sửa được đâu, vỡ chỉ có vứt. Được chưa ạ? À đấy bát tô này, còn các bác cứ xem đời nào đời thì em quay quay cho kỹ nhá. Còn em không nắm được đời. Còn đây tất cả đây, đĩa đây, đây là đĩa con gà này, bác nhìn này. Ngày xưa là họ vẽ hết chứ họ không in như bây giờ, nên là không có đĩa nào giống cái nào. Bác nhìn chưa? Cái này một kiểu khác và cái này lại một kiểu khác. Nhưng mà một người vẽ, nhưng mà cái nước vẽ nó không giống nhau. Đấy. Nó gọi là đĩa. Đĩa đĩa sâu lòng. Đĩa này không biết là của thời nào, 150k một chiếc. Đó, bác quả em tìm cho bác. Đây 150k một chiếc đây. Đấy. Em quay hết cho bác, đây lau đi cái là sạch hết nhá. Đây là bụi cứ để nguyên thế thôi, bụi để nguyên lau cái là sạch hết. Vì có nhiều nhiều bác tìm đây, bác nhìn cái chất men của bác xem là đời nào hộ em, chứ nó chả có một cái ký hiệu gì đâu. Đây. Bác xem đời nào hộ em thôi đấy, bao bao cổ bao xưa hết cho bác luôn. 150k một chiếc này, các bác bảo nhờ em lấy mà cuối cùng các bác trả rước đi, bác để đây cho em, đến lúc em xô phát vỡ hết thì cũng hết. 150k một chiếc ạ. Đây còn sang đây nữa. Đĩa này là thời nào đâu bác? Cái này 160k một chiếc. Đây, đây lau đi cho nó sạch, rửa đi nó sẽ sạch bóng luôn. Đây ạ.
Đấy các bác nhìn rõ hội em. 160k một chiếc. Đấy. Chả biết thời nào đấy, các bác cứ đang muốn sưu tầm thời cổ thời nào đây. Các bác sưu hộ em, bác xem em đây. Nhìn này. Cái này khác này. Cái này lại có cái màu nó thấp hơn một tí này. Đấy. Chả có dấu, chả có cái thời nào đánh dấu thời nào. Chỉ có bác chơi đồ cổ bác mới biết được cái thời nào thôi. Bó tay. Đây. Đấy. Ok chưa? Đôi 4. Được có 5 cái thôi. Không có nhiều. 5 cái. Thế ạ. Bác nào đang sưu tầm đồ cổ thì bác biết những giá trị cái này mà trân trọng thì em thì theo chiều thôi bác đây. Còn đây đĩa. Đấy, đĩa bạc này. Con nhìn em để trời mưa nhé, em cố tình để trời mưa nhé. Nhưng mà đây, nhưng mà nhìn cái vết sờ sùi sùi lên chưa? Acid đấy. Lau cái hết luôn. Rất là nặng, nặng trịch luôn. Dòng này chắc là đồng si bạc. Đây. À, đây là Bồ Tát này. 800k một đĩa này. Báo cáo bác là em mà lau vệ sinh như đây này. Em lau tay này, nhìn này, trắng tinh ra luôn. Trắng hết nhá. Này, trắng luôn ạ. Trắng tinh luôn đấy ạ. Nhưng em không vệ sinh, em cứ để nguyên như này, như zin lúc nhập về này đây. Đằng sau đây. Đằng sau là thiết kế ẩu con rồng. Ai giờ đĩa này thì chắc là nó phải có một cái khay để lên. Nó đẹp đúng không bác? Đây là hai bên là hai con rồng song long này. Ô chà chà, không phải đùa bác ơi. Nhìn lại, em trước em cứ quay trên. 800k một chiếc. Không phải đùa nhá. Đồng si bạc. Đây là đĩa đồng si bạc rồi. Đồng si bạc được chưa? Tiếp tục đây nữa. Đây là biểu tượng cho 12 con giáp. Biểu tượng cho 12 con giáp chạy xung quanh. 12 con giáp xung quanh đây này. Có tên của 12 con giáp luôn này. Tên tiếng Hán này. Ở giữa là bát quái này. Ok chưa? Bát quái. Đằng sau đây. Ôi, bác nào cần những cái đĩa này thì bác liên hệ này. Đấy. Ok chưa? Đấy, bác nào đọc tiếng Hán hay đọc tiếng gì đây? 800k một đĩa này nhá. Đây này. Con cá này. Còn chữ tiếng Hán xung quanh thì em chịu. Cá này, hoa sen này, cá chép này, hoa sen này. Ok chưa? Cá chép, hoa sen. Đấy. Đằng sau này thì đây, hai con rồng. Tiếp tục đây nữa. Lão tử cưới hổ à? Hay là chịu? Hay là cái gì đây? Thì em bó tay. Chịu chả biết cái gì cả. Mù tịt. Đấy. Đây ạ. Hai con rồng hai bên. Đĩa đẹp thật đấy. Để công phu mà làm cái đĩa này thì đúng rồi. Đĩa này gọi là đĩa bền vĩnh viễn luôn đấy. Không bao giờ biết hỏng. Tiếp tục đĩa này nữa. Còn cái cuối cùng. Đây là cái này cũng là long phụng. Đĩa này là một bên phụng bên long này. Long phụng 800k. Biểu tượng long phụng được chưa? Đằng sau đây hai con rồng. Rồi em tuấn chiều các bác thế thôi. Chắc lần sau bảo em lấy đồ sành sứ này em sợ lắm. Như món này nhiều bác mấy bác hỏi bát đĩa đấy. Bình không bát đĩa. Ok các bác nhé. Bác nào lấy liên hệ với em.